Mến chào bạn, trong video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tải app và nhận data miễn phí từ nhà mạng Vinaphone nha bạn. Thì nếu các bạn đang sử dụng một chiếc sim của nhà mạng Vinaphone và muốn nhận data miễn phí ấy, thì các bạn cứ theo dõi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì sau khi xem xong clip này, các bạn sẽ nhận được data miễn phí để lên mạng. Đây là một chương trình hoàn toàn miễn phí từ nhà mạng Vinaphone. Nếu các bạn muốn nhận được data miễn phí về sim Vinaphone của mình ấy, thì các bạn cứ theo dõi, đừng bỏ qua nhé bạn. Link của bài viết hướng dẫn của website thì mình sẽ để tại phần mô tả video clip hoặc là phần comment đầu tiên đấy nhé các bạn. Thì các bạn có thể vào link tại phần mô tả để đọc thật kỹ hướng dẫn, rồi sau đó là thực hiện theo để nhận data hoàn toàn miễn phí lên mạng là vô tư. Đồng thời các bạn có thể vào trực tiếp website mà giảm giá 79.com. Tại đấy thì mình sẽ cung cấp thêm rất nhiều thông tin về nhận data, nhận card cũng như các chia sẻ các mã giảm giá để các bạn có thể mua hàng là hoàn toàn miễn phí nha bạn. Hiện nay thì nhà mạng Vinaphone đang có một chương trình đó là tải app tàng data, tức là chúng ta chỉ cần tải ứng dụng MyVNPT, tức là ứng dụng của nhà mạng Vinaphone luôn đó các bạn, để quản lý sim của chúng ta, tức là khi chúng ta đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ biết được số sim, số điện thoại, ngày tháng sử dụng, số tài khoản, nói chung là thông tin cơ bản nhất về chiếc sim của chúng ta. Thì đấy chính là một ứng dụng, một app mà do chính nhà mạng phát triển, thì các bạn yên tâm. Nếu mà các bạn dùng sim Vinaphone mà chưa tải ứng dụng của nhà mạng thì cũng vô lý đấy nhá. Nhưng nếu các bạn rõ ràng mà chưa cả tải thì đợt này các bạn tải sẽ nhận được 1 GB data sử dụng miễn phí trong vòng 30 ngày. Đấy, thì thông qua việc là bạn tải app là các bạn ngay lập tức sẽ được Vinaphone xem xét ghi nhận và gửi tặng 1 GB. Thì cụ thể cách thực hiện là như thế nào các bạn nhớ theo dõi đây. Đầu tiên là các bạn cần phải tải ứng dụng MyVNPT về điện thoại của chúng ta. Nếu các bạn nào mà cài đặt rồi mà không sử dụng trong vòng 30 ngày ấy, bây giờ đăng nhập lại thì vẫn có thể sẽ được tặng nha các bạn. Cái này thì mình chưa chắc chắn lắm, nhưng đối với các bạn mà chưa cài bao giờ thì các bạn chỉ cần cài là sẽ được tặng 1 GB. Rồi, đầu tiên là các bạn cứ vào link. Thì link của website, link của bài viết thì mình sẽ để tại phần mô tả video clip đấy. Hoặc là các bạn cứ vào bài viết, nhấn vào link đây. Nếu các bạn đang dùng cho Android hoặc iOS thì nhớ click vào từng link đây, rồi tải ứng dụng về. Việc cài đặt thì khá đơn giản thôi. Ứng dụng của nhà mạng nên các bạn chỉ cần nhập số điện thoại vào. Đây, các bạn vào mục đăng ký. Nếu các bạn chưa đăng ký thì nhớ bật nhập vào mục đăng ký nhé. Các bạn nhập số điện thoại, sau đó là các bạn nhận gửi mã OTP. Thì hệ thống ngay lúc này sẽ gửi cho bạn một mã số gồm 6 chữ số. Thì các bạn nhớ nhập vào. Đây. Rồi sau đó để đảm bảo bảo mật thì các bạn nhớ nhập mật khẩu của mình để dễ nhớ. Thì các bạn cứ nhập theo số thứ tự hoặc là mật khẩu nào mà các bạn về nhớ nhất để sau này còn có thể đăng nhập và sử dụng phần mềm nhé các bạn. Rồi đơn giản chỉ như vậy thôi, nói chung là cứ tải ứng dụng về, đăng nhập số, chọn đăng ký, nhập số điện thoại và nhận mã xác thực, nhập mật khẩu là ok. Đây, link mình để tại phần mô tả video clip đấy nhé các bạn. Các bạn nhớ vào để tải link và tải cho nó chính xác đúng phần mềm. Rồi sau đó là làm theo hướng dẫn để nhận được 1 GB. Thì sau các bạn cài đặt xong ấy, trong vòng 24 giờ nhà mạng phải xem xét nếu các bạn đã đăng ký thành công, thao tác đăng nhập thành công thì hệ thống sẽ ghi nhận và gửi cho các bạn 1 GB để sử dụng. Nếu có vướng mắc thì nhớ gọi tổng đài 1800 1091 để hỗ trợ nhé bạn. Ngoài ra bạn nào đang có nhu cầu sử dụng sim miễn phí lên mạng 1 năm luôn đấy, 4G lúc nào cũng full, có thể chơi game, xem YouTube, xem lướt web, phát wifi cả ngày mà không cần phải nạp tiền, không cần phải làm gì hết trong vòng cả năm, thì các bạn nhớ vào đây, sẽ chuyển qua fanpage bên mình, sẽ có rất nhiều các loại sim cho các bạn lựa chọn để nhận. Ngoài ra còn có rất nhiều các chương trình khác về nhận data, nhận thẻ cao hoàn toàn miễn phí, là mình để các bài viết liên quan ở phía dưới đấy nhé các bạn. Việc của bạn là cứ vào website đi, xem kỹ các nội dung ở đây để có thể nhận data, nhận các hoàn toàn miễn phí. Nhớ là các bạn vào đọc thật kỹ các nội dung ở đây là các bạn sẽ có data hoặc là card để sử dụng mà không tốn tiền nhé các bạn. Link website, link bài viết thì mình để tại phần mô tả video clip đấy.